Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi đùa với các khối cầu. Đảm bảo bài học hôm nay sẽ rất là thú vị đây. Đầu tiên thì vẽ cho mình một cái hình tròn. Sau đó thì mọi người vẽ tiếp cho mình một cái đường dẫn ở bên phải và một cái đường dẫn ở bên trái của cái hình tròn đó. Đường dẫn này sẽ giúp cho chúng ta vẽ những cái khối cầu tiếp theo được chuẩn hơn, dễ dàng hơn. Đây, khối cầu thứ hai thì các bạn nhớ vẽ đằng sau khối cầu thứ nhất. Và khối cầu thứ ba các bạn cũng vẽ đằng sau của khối cầu thứ nhất nhé. Khối cầu thứ tư thì mọi người vẽ đằng sau khối cầu thứ ba và to thì là to giùm cho mình. Rồi, chúng ta có một vấn đề ở đây là khối cầu thứ tư này dường như nó đang vi phạm điều luật về kích thước, nó đang ở đằng sau mà nó lại to hơn cái ở đằng trước. Đây, để mình giải thích cho mọi người. Giống như trái banh màu vàng đó, tuy là nó đằng sau nhưng mà tại vì kích thước của nó rất là to nên chúng ta vẫn vẽ nó to hơn so với những trái banh ở đằng trước. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vẽ những khối cầu tiếp theo. Mọi người cứ vẽ theo cái sức sáng tạo của mình. Đây, mình sẽ vẽ thêm một anh bạn nhỏ nhỏ như đang nhìn trộm ở phía xa và thêm mấy anh bạn ở trên những anh bạn kia. Mấy bạn cứ thỏa sức sáng tạo đi. Rồi sau khi mà vẽ xong á, khối cầu đã vẽ xong thì chúng ta tiến hành xác định nguồn sáng. Ở đây mình sẽ cho nguồn sáng ở bên trên và bên phải của các khối cầu. Và chúng ta tiến hành đổ bóng. Bóng thì luôn luôn là ngược hướng với lại nguồn sáng. Nguồn sáng ở bên trên và bên phải thì chúng ta sẽ đổ bóng bên trái và phía dưới của các khối cầu. Tiếp theo, mình sẽ vẽ một đường chân trời. Đường chân trời nó sẽ giúp chúng ta xác định vị trí của vật thể. Nó sẽ là ở trên không trung hoặc là ở dưới mặt đất. Thường thì đường chân trời là một đường thẳng nằm ngang, nhưng mà ở đây mình muốn tạo cảm giác về các hành tinh nên mình sẽ cho đường chân trời nó cong. Ở đây mình sẽ vẽ thêm một số em tiểu hành tinh đang lơ lửng giữa không trung. Vì ở trên kia quá chật chội đông đúc nên một số em đã quyết định về miền quê để sinh sống cho nó êm đềm. À, mấy bạn nhớ đổ bóng cho mấy em về quê nghe. Đổ bóng xong á thì mấy bạn nhớ vẽ mấy cái đường bóng tối trong góc và khe nha, để nó tạo khoảng cách giữa các hành tinh đó. Sau khi đã đổ bóng xong thì chúng ta tiến hành đánh bóng. Đánh bóng thì vẫn như quy luật cũ, đó là càng xa nguồn sáng thì càng tối, càng về hướng về gần nguồn sáng thì nó sẽ càng sáng. Ở xa nguồn sáng mọi người cứ đánh lực tay mạnh mạnh, càng hướng về nguồn sáng thì mọi người giảm lực tay lại. Mọi người nhớ đánh bóng cho tất cả các hành tinh luôn nha. Để tăng phần thú vị cho bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách vẽ những cái lỗ và những cái cửa sổ và độ dày của chúng. Như mọi người cũng thấy, mình sẽ vẽ một khối cầu mà mình tạo một cái lỗ ở bên phải của nó. Thì khi cái lỗ ở bên phải thì cái độ dày của nó cũng sẽ ở bên phải. Và cái cửa sổ thì nó cũng y chang như vậy. Lỗ bên trái thì cái độ dày của nó cũng sẽ ở bên trái. Đối với những cái lỗ ở bên trên thì độ dày của nó cũng là sẽ ở bên trên. Mấy cái chỗ trắng trắng mà mình chỉ cho mọi người thấy nè, đó là đồ chúng ta sẽ áp dụng luôn nha. Từ cái khối cầu chúng ta sẽ vẽ một cái lỗ và tạo độ dày cho nó. Mình vì cái lỗ ở bên phải nên độ dày của nó cũng ở bên phải. Và từ cái lỗ này chúng ta sẽ bắn ra một hành tinh con. Mấy bạn có thấy thú vị chưa nào? Nên nó đây là cái phần mà mình cảm thấy rất là thú vị nhất của cái bài học này luôn.
Rồi đến cái hành tinh kia, chúng ta cũng tạo một cái lỗ ở phía bên trên và tạo độ dày thì cũng ở phần phía trên. Chúng ta tiến hành tô đen phần dưới. Và cũng từ cái lỗ này chúng ta sẽ bắn ra một hành tinh nhỏ hơn. Và từ cái hành tinh nhỏ hơn này chúng ta lại tiếp tục tạo một cái lỗ để cho nó bắn ra thêm một cái hành tinh nhỏ hơn nữa. Việc kích thước của hành tinh bắn ra thì tùy theo mọi người à. Mọi người thích to thì to, thích nhỏ thì nhỏ. Sáng tạo theo cái điều mà mọi người muốn thôi. Mọi người nhớ đánh bóng cho các hành tinh luôn nha. Và đây cùng nhìn ngắm lại thành quả của mình. Thú vị lắm.